Mến chào quý anh em đã quay trở lại với kênh An Nhiên Bonsai. Thì hôm nay Trung ở đây để xin chia sẻ với quý anh em cách chăm sóc cây mai của mình trong tháng 6 âm lịch. Hôm trước thì tháng 5 âm lịch, sau khi mình chia sẻ với anh em thì mình cũng đã có chỉnh sửa sơ là cái bộ tàn rồi. Bây giờ mời quý anh em cùng Trung xem sơ qua là trong tháng 5 âm lịch vừa rồi cây mình nó đã phát triển như thế nào rồi ha. Rồi các bạn, tháng 5 vừa qua thì cái cây của mình nó đã phát triển tương đối đều đặn ha. Cái nhánh này hôm trước là mình còn ngắn nè, bữa nay nó bung được một cây đọt nè, các bạn dòm đây. Từ cái đoạn non đây nè, ngay ngón tay mình trở ra là cái cây đọt nó mới bung ha. Và cái ngọn nó cũng bung được rồi nè. Ở bên này thì nó chưa bung. Rồi. Ở phía sau mấy cái nhánh này á, thì do hôm trước mình đốt cỏ nó hơi gần á, nên là nó bị hơi nám nám chút xíu, nhưng không sao. Tại vì mình sẽ bấm đọt thêm cho cái bộ tàn nó dày hơn nữa nha các bạn nha. Rồi, hầu như là cái cây của mình bung đọt khá là đều ha. Nhánh nào mình bấm nó cũng bung hết. Ở đây nó đang chuẩn bị bung nè. Rồi, tình hình nụ. Thì bây giờ các bạn xem là cây của mình nó chưa có nụ ha. Rồi bung nhưng mà chưa có nụ. Cây bung đọt nhưng không kèm theo mắt kim nha các bạn. Tại vì tháng này là mình cũng chưa muốn cho nó đi nụ. Có một số cây trong vườn nó cũng đã bắt đầu có mắt kim các bạn. Nhưng mà cây này thì nó chưa. Ở đây có một số mắt nó ít nè. Thấy không? Những cái mắt nhọn nhọn này có thể mình phun cái phân đạm cao là nó sẽ đi thành mắt lá ha. Rồi. Cái bộ tàn của cây thì hôm nay của mình nó tương đối nó đều đặn rồi ha. Đó. Cây này thì mình mới ghép được khoảng một năm. Mình ghép là vừa trước Tết. Trước Tết là mình bắt đầu mình ghép. À, bây giờ thì chưa được năm chứ mình mới tháng 6 thôi mà đúng không? Coi như là đi nửa năm. Vậy bộ tàn nó tương đối nó đều đặn, nó dày rồi. Tại mình thích cho nó hở cái mặt tiền ra vậy nên mình không có kéo lợp cái mặt tiền ha. Để nhìn thấy cái thân nó uốn uốn éo éo vậy. Rồi vậy thì anh em nhận thấy vừa rồi là cái cây của mình á, nó có trổ đọt. Nhưng mà trong vòng một tháng nó trổ đọt lại ngán. Chứ không được như là tháng 3, tháng 4 ha. Cái đọt nó đi ra được có mấy lóng thôi. Cái này mình không có phun quá nhiều cái phân bón lá ha, nên là nó đi đọt vừa phải thôi. Đó. Vậy thì trong cái tháng 6 này mình sẽ chú ý cái gì để mà chăm sóc cây mai của mình tốt hơn? Cái thứ nhất các bạn thấy là cái cây của mình, cái tàn nó đã dày rồi, bây giờ nó phủ sang hai bên chậu nó được một đoạn rồi, đúng không? Tức là cái chậu mình so với cây thì bây giờ nó hiện tại là nó đang nhỏ hơn cây. Hồi đầu năm á thì cái cây mình nó chưa có tàn, thành ra là cái chậu mình nó lớn hơn cái tàn. Ta mình lại sợ là tưới nhiều quá nó úng. Bây giờ là cái cây mình nó đã có cái bộ tàn nó to hơn cái chậu. Vậy thì quay lại là mình lại sợ nó là nó sẽ thiếu nước nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì á bắt đầu á mùa này á có mưa. Nhưng mà mình để ý là có ngày mưa, ngày không. Có thể nó mưa 2-3 ngày liên tiếp, nhưng mà lại nắng 2-3 ngày liên tiếp. Thì nhiều khi mình đang chủ quan là hôm nay trời mưa, cái mình không tưới. Cái xong cái hôm sau, cái mình lại nói ngồi ngóng cái chiều nay mưa không ta, chắc mưa, không tưới. Cái xong cái mình đi đâu mất. Mà bữa nay chắc cách ly là cũng không ai đi đâu được rồi, nên là chịu khó để ý cái cây mình ha. Rồi. Vậy thì á bắt đầu là mình cứ trông vô ông trời là ông có mưa hay không mưa, làm cho nhiều khi là mình quên mất đi cái việc tưới nước, hoặc là mình cứ ỷ y là hôm nay là trời mưa rồi. Nhưng mà mưa là nó chỉ có ào qua một cái thôi, có thể là buổi tối đó mình đang mớ ngủ đâu á, nó mưa khuya đi, thành ra là mưa nó chỉ có là một cơn mưa rào qua thôi, nó chỉ vừa đủ ướt đất thôi. Đó, cái sáng ngày mình ra mình thấy trời ơi, vườn tược đất đai ướt mem hết trơn, chắc là mưa hồi tối cũng lớn lắm, vậy là mình không tưới. Thì cái biểu hiện của cây mình á nó sẽ chưa đâu,
khi mà bắt đầu nó thiếu nước thì nó mới có biểu hiện. Còn cái lúc mà nó, cái chậu nó khô rồi nhưng mà nó chưa có hẳn á, là cái cây mình nó vẫn còn cầm cự được, gồng được các bạn. Vì vậy là khi mà mình phát hiện ra là cái cây nó thiếu nước rồi á, nó có hai khả năng như sau. Thứ nhất á, là nó sẽ đóng nụ. Tại vì cái việc thiếu nước á, là làm cho nguyên bộ lá mình á, lúc đó cây mình nó sẽ rũ xuống các bạn. Lá toàn bộ nó rũ rượi xuống hết, nó khô lại. Bắt đầu nó giống như là, cảm giác giống như là nó vàng vàng đi vậy á. À, cái mình mới phát hiện ra mình tưới nước thêm. Thì lúc đó là nó vô tình nó tạo cho cái cây mình một cái cú sốc, gọi là sốc về nước. Thì nó làm cho là cái cây mình nó ngưng phát triển lại liền và nó đóng nụ. À, nhưng mà nụ tháng 6 thì thành ra nó lại hơi sớm ha. Mình cũng không muốn cây của mình đóng nụ trong tháng 6. Bắt đầu tháng 7 mình mới bắt đầu làm nụ. Vậy thì các bạn lưu ý cho mình cái thứ nhất là để ý kiểm soát nước của cái chậu ha. À, mình sẽ thứ nhất là mình nhìn lá cây buổi chiều nó có rũ xuống hay không. Buổi chiều nó vẫn còn tươi tắn ha, cái đọt non của nó vẫn ngóc lên là ok ha. Còn buổi chiều mà cái đọt non của nó cụp xuống, rũ rượi xuống là nó thiếu nước thì mình phải bổ sung nước ngay. Và lúc đó khi đã thiếu nước rồi, các bạn tưới từ từ thôi, xong rồi một hồi sau mình quay lại mình tưới lại một lần nữa thì nó sẽ tốt hơn là các bạn tưới ngập tràn. Tại vì lúc đó là cái chậu của mình á, khi các bạn tưới vô á, nó không có thấm xuống được liền. Thì thành ra mà các bạn tưới ngập tràn cái thành ra là nhiều khi là nó vẫn chưa đủ nước ha. Và khi trời mưa thì khoảng 2-3 ngày mình vẫn phải tưới lại ha. Tức là ha, trời có mưa, gió gì kệ ông trời đi, mình cũng sẽ 2-3 ngày mình kiểm tra và mình tưới ngập chậu. Để tưới đến khi nào mà có nước nó chảy xuống dưới cái lỗ thoát nước dưới đáy chậu là ok nhất ha. Nhớ ha, để không có gây ra tình trạng thiếu nước cho cây, vì thiếu nước cây sẽ già và lá và đóng nụ sớm. Có nhiều bạn là coi như là quên mất luôn, thì thành ra là cái cây mình nó thiếu nước, cây mà nó đủ tàn và tàn nó rộng hơn cái chậu rồi thì nó sẽ hút nước rất là nhanh luôn. Trong vòng 2 ngày tới ngày thứ 3 các bạn không tưới nó rủ lá, tới ngày thứ 4 các bạn không tưới, có thể là nó khô từ trên đọt nó khô xuống, gọi là coi như là khô tới đâu mình cắt tới đó là hết cứu luôn. Coi như là Tết này là thua luôn nha. Rồi, vậy thì quan trọng nhất là tưới nước. Cái thứ hai nữa là mình bón phân. Tại vì sao? Tại vì cây của mình bây giờ bộ lá xum xuê rồi, giống như là một con người. Hồi nhỏ, còn nhỏ nó ăn một chén cơm mà, giờ các bạn ăn hai chén cơm. Nhiều khi mấy anh làm ruộng, làm đồ ăn hai chén còn không đủ, nó phải ăn ba chén thêm tô canh nữa. Đúng không? Thì cái cây của mình cũng vậy. Bây giờ nó phát triển đầy đủ rồi, bộ tàn nó xum xuê rồi, nó to bự chà bá rồi, thì mình phải bón phân vô. Chú ý, nhiều khi đầu năm có nhiều anh em là nhắn tin hỏi mình là trời sao cái cây của anh bữa nay nó vàng lá đồ kia, anh hỏi anh có bón phân không, anh bón mấy tháng rồi, cái trời anh bón mấy tháng sao cho nó đủ, chứ anh bón mấy tháng rồi nó không sao mà bây giờ nó sao. Thì đúng rồi, nó đói tới giờ nó bắt đầu nó mới ngắt ngư nè, anh không cho nó ăn nữa nó chết luôn. À, nên là mình phải lưu ý bón phân ha, để cho cây nó đủ dinh dưỡng, nó mới hấp thu, nó sung sức lên ha. Ở cái thời điểm này anh em lưu ý giùm mình, tháng này mình đừng có phun Atonic N3M gì ha. Mình nếu mà anh em nào cứng tay nghề ok, anh em làm gì mình không bàn. Còn anh em mới chơi cứ để nó tự nhiên đi. Bây giờ anh em phun lên cái N3M Atonic, bắt đầu á, cái nhánh này nè đâm dài thòn ra, mắt lá thưa ra. Các bạn có thấy là tự nhiên cây mình đang dưỡng đẹp đẽ, tự nhiên giờ đâm dài thòn lòn ra, mắt lá nó dài khúc. Rồi tới Tết bông sao? Bông nó cũng cách đây bông ra 8 cây số một cái bông nữa, chết luôn. Đó, nên là bây giờ mình đừng có phun ha. Nếu mà anh em nào tay nghề ok, anh em nhìn lá đang đứng lá hay gì đó, anh em muốn nó phát triển gì đó, anh em phun. À, còn anh em nào không biết thì thôi đừng làm. À, không biết mình đừng có, các bạn cứ cái kiểu là đem cây của mình ra để thí nghiệm á các bạn. À, không nên ha. Các bạn tìm hiểu rồi các bạn áp dụng, chứ không phải là mình thí nghiệm ha. Ok, nhiều khi anh em cứ đem ra thí nghiệm, ta nói là giống như là cái cây giống như con chuột bạch vậy, thí nghiệm phân thuốc tá lả bùng binh hết rồi xong cây, các bạn thấy con chuột bạch nào mà sống dai không? Vậy là hai cái điều lưu ý ha, thứ nhất là tưới nước, thứ hai là bón phân. Và lưu ý mình hạn chế không có Atonic N3M gì nhiều quá ở thời điểm này ha, nó không tốt cho cây đâu. Một cái nữa là cây của mình ở đây nó đang đều tàn rồi. À, các bạn
để nếu mà cây của mình nó chưa đều tàn thì thời điểm này các bạn vẫn ngắt đọt để cho nó bung nhánh ra được à, chứ chưa hạn chế ha. Các bạn ngắt đọt tại vì thời điểm này cây của mình nó chưa đóng nụ. Cây của mình một phần á là do mình đã lãi lá ở mùng 5 tháng 5, nó bắt đầu là nó bung đọt ra ha. À, nó bung đọt ra, nó không đóng nụ. Cây của một số anh em mà không có lặt lá vào mùng 5 tháng 5, thành ra là có thể là nó đứng, nó không có bung đọt. Và có thể là bây giờ một số cây nó đã đóng nụ, nó có mắt kim ha. Rồi, bây giờ mình lặt lá. À, sorry. Bây giờ mình bấm đọt để cho nó ra thêm nhánh con mới. Ví dụ như ở đây, mình có 1, 2, 3, 4 nhánh gì đó. Mình chưa đã, mình muốn cái nhánh của nó phải đầu thêm 2, 3 nhánh ở trên nữa. Thì ok, mình sẽ ngắt cái đọt đi. Hoặc là mình lấy cái kéo mình bấm một đoạn hai mắt của cái đọt ở phía trên thôi các bạn. À, thì bắt đầu là nó sẽ tiếp tục từ ở phía trong. Nó sẽ bung ra những cái... Ở phía trong nó sẽ bung ra những cái... gọi là cái chèo của các bạn, giống như nhánh con, như nhánh thứ cấp á, à, làm cho cây mình nó dày dặn cái tàn hơn ha. Thì cây này của mình nó cũng còn, nó hơi thưa cái nhánh các bạn, nên là mình cũng sẽ tiếp tục mình bấm đọt để mà cho nó tạo được cái độ dày, nó xung xuê. Thấy rồi, ở đầu clip các bạn thấy mình để quá trời phân thuốc luôn ha. Thì đầu tiên là mình muốn nói với các bạn là bón phân ha. Phân thì mình vẫn là dùng cái phân Dynamic, phân gà Dynamic để mà mình bón gốc. Đó, mình rải lên đều xung quanh mặt chậu rồi mình xới nhẹ lên ha, để mà cái phân nó dễ tan ra, nó hấp thụ. Đối với cái phân của mình đang xài á, mình có chia sẻ anh em á, thì cái loại này nó mau tan lắm các bạn. Các bạn tưới cây mà các bạn phun dạng như phun mưa á, chừng 3 lần là mình đảm bảo phân nở nó tan rã ra hết luôn. Còn số anh em có chia sẻ, các anh em cũng xài phân Dynamic, cũng cái viên giống vậy, nhưng mà tưới nó không tan. Thì cái đó mình cũng bó tay cái phân hiệu khác, mình đâu có biết đâu. Nên là mình nói là nó cũng giống vậy á, mà nó mấy loại lận. À, chứ không phải là phân nào cũng giống phân nào ha. Mình thấy cái loại này ok, mình chia sẻ anh em. Rồi. Để mà bón lá thì mình vẫn tiếp tục đi đạm cao, tức là đầu trâu 501 ở cái giai đoạn này. Đối với một số anh em hỏi mình, phân bón lá có pha tưới cốc được hay không? Dạ, mình xin thưa là tưới được. Nhưng mà tại sao mình không tưới mà mình phun? Tại vì hấp thụ qua lá, cây nó sẽ hấp thụ nhanh hơn. À, nên giống như là bây giờ bón gốc, các bạn bón nó tan chậm, tan từ từ. Thì khoảng một tháng, nửa tháng, một tháng các bạn mới bón một lần. Còn cái phân này, nếu anh em nào siêng thì có điều kiện anh em pha cho tôi 1 gram trên 1 lít nước phun đều trên tán lá, à, 3 ngày một lần. Thì tôi đảm bảo anh em là cây phát triển cực kỳ nhanh luôn, à, rất là đẹp. Còn anh em nào không có thời gian, ok, một tuần mình phun một lần cũng được. Rồi không phun có sao không? Không phun không sao luôn. Tại sao? Tại vì mình cho ăn dưới gốc rồi, nên nó cũng tương đối đó. Cái này là anh em là có điều kiện thì anh em phun thêm. Còn không thì cây mình nó phát triển nó không được nhanh thôi, chứ nó vẫn phát triển ha. Rồi. Bắt đầu anh em phun thêm cho mình cái canxi bo ha. Canxi bo. Để mà bổ sung thêm canxi. À, từ 2 tháng trước mình cũng không chia sẻ anh em là phun canxi nên sợ anh em quên. Tháng này mình nhắc lại ha. Rồi. Đó là về phân. Còn thuốc á. Về phân á, anh em phun thêm cái vi lượng ha. Ở trong cái đầu trâu 501 nó cũng có bổ sung vi lượng, và trong cái phân bón gốc cũng có vi lượng rồi. Ở trong cái phân bón gốc cũng có vi lượng và trong đầu trâu 501 cũng có vi lượng rồi. Nhưng mà anh em phun thêm vi lượng ha, B1 hoặc là phe combi hay là cái gì đó, mọi nói chung là vi lượng là ok, để cho cây nó có bổ sung thêm vi lượng ha. Rồi, đó là về phân. Còn về thuốc á thì mình tiếp tục, khi các bạn còn cho nó ra lá non thì còn con bọ trĩ, và nhớ xịt bọ trĩ. Thì bọ trĩ mình đang sử dụng là Confidor thành phần của nó là imidacloprid, ok, và có thể xen kẽ là Bisil. Rồi, Bisil thì hoạt chất của nó là difenthiuron. À, vậy là hai ông này khác hoạt chất nha. À, mình sử dụng hai loại này tại sao? Tại vì nó dạng dung dịch các bạn, dễ đồng đếm ha. Rồi, thì mình có thể luân phiên hai loại này nếu mà mình sợ con bọ trĩ kháng thuốc.
tức là các bạn phun 2-3 lần cái loại này, xong các bạn chuyển qua 2-3 lần loại này ha. Ok. Rồi, mùa mưa thì còn nấm bệnh ha. Nấm bệnh các bạn tiếp tục phun mang cô dép hoặc là Anvin, hai loại này ha. Các bạn có thể sử dụng cốc 85 cũng được các bạn, loại đó cũng tốt. À, thực ra là loại đó là cũng nhập khẩu từ châu Âu ha, chứ không phải là hàng tầm bậy gì đâu. Nhưng mà cái loại đó là cái hoạt chất nó mạnh á, nên thành ra là nhiều khi anh em pha nó hơi lố tay, là nó ảnh hưởng cây của mình, nên là mình cũng không chia sẻ cái loại đó. Nhưng mà loại đó, nếu mà cái cây của các bạn nó bị nặng á các bạn sử dụng cái loại đó để mà phun á thì rất là ok. À, hai cái loại này thì hoạt tính của nó sẽ hơi yếu hơn cái thằng đó ha. Vậy thì mình đã vừa chia sẻ cho anh em cách để mà chăm sóc cây mai trong tháng 6 âm lịch. À, nếu mà anh em có thắc mắc, anh em có thể để lại comment ở phía bên dưới ha, hoặc là nhắn tin Zalo cho mình. Các bạn vui lòng là nhắn tin giùm mình ha, đừng có gọi điện thoại, tại vì nhiều khi là anh em quá rồi gọi điện thì mình sẽ không thể nào mà mình trả lời anh em cùng lúc, và nhiều khi mình có công việc riêng của mình nữa, nó không tiện để nghe điện thoại ha. Mình sẽ cố gắng đọc những tin nhắn của anh em để trả lời anh em trong cái thời gian nhanh nhất. À, anh em yên tâm ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở những video sau.